Xin kính chào quý vị các bạn, đây là chương trình Chào buổi tối của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Tôi là Thanh Huyền. Tôi là Thu Thủy. Và hôm nay chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công an tỉnh Thanh Hóa kết luận điều tra ban đầu về nguyên nhân khiến 8 người tử vong trong một lò vôi tại huyện Nông Cống trong buổi chiều đầu tiên của năm mới 2016. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, sẽ có 3 loại giấy tờ tùy thân cùng tồn tại là chứng minh nhân dân 9 số, 12 số và thẻ căn cước. Làm cách nào để không phải gặp nhiều phiền toái trong các giao dịch như ngân hàng hay nhà đất? Câu trả lời sẽ có trong mục chuyện tối nay. Phát hiện hàng trăm con giận ký sinh trên lông mi của một bé trai 6 tuổi ở Italia sau nhiều ngày mí mắt bé bị mẩn ngứa và điều trị không khỏi. Mở đầu là một thông tin đang gây nhiều hoang mang và tò mò cho người dân. Sáng sớm nay, người dân ở huyện miền núi Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang và huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đồng thời bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn. Sau đó tìm kiếm quanh vị trí phát nổ, người dân hai địa phương này đều phát hiện những vật thể lạ có dạng hình cầu. Xác nhận với phóng viên Chào buổi tối, lãnh đạo xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang cho biết, nổ lớn xảy ra tại thôn Nà Giàng, huyện khoảng 6 giờ 30 sáng nay, người dân trong thôn khá hoảng loạn khi nghe tiếng nổ lớn vọng từ trên không xuống. Thời điểm này, thời tiết không mưa và không có sấm sét. Sau đó, người dân sửng sốt khi phát hiện vật thể lạ nằm ở khu vực ven bờ suối. Vật thể có dạng hình cầu, bề ngoài là hợp kim, đường kính khoảng 70cm. Trên vật thể lạ có các ký tự thể hiện chữ cái. Cyrillic được sử dụng phần lớn ở Đông Âu, Bắc Á và Trung Á. Trong số 252 triệu người sử dụng ngôn ngữ này thì khoảng một nửa là ở Nga. Các ký tự trên vật thể này khá mờ nhưng có thể nhận ra một số thông số như vùng nhiệt độ và khối lượng. Rất may điểm rơi của vật thể lạ là ở khu vực đất hoang nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường làm rõ vụ việc. Gần như chỉ sau thời điểm vụ nổ ở Tuyên Quang chút ít, người dân ở xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cũng nghe thấy tiếng nổ lớn. Sau đó thì tìm thấy vật thể hình cầu, đường kính khoảng 40cm. Vật thể này còn để lại dấu vết khá sâu khi rơi xuống vườn nhà người dân. Hai địa điểm có vật thể lạ rơi sáng nay cách nhau khoảng 100km. Xét về khoảng cách này và thời gian xảy ra vụ việc thì rất nhiều khả năng vật thể lạ tại Yên Bái và Tuyên Quang có cùng nguồn gốc. Vâng, thông tin vật thể lạ ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người và trên khắp các diễn đàn, các trang mạng thì mọi người bàn tán xôn xao xem vật thể này là gì, đến từ đâu, có nguy hiểm hay không. Nhiều người thì bảo rằng đây là phi thuyền của người ngoài hành tinh, người khác thì bảo đây có thể là báo hiệu của ngày tận thế. Vâng, với tính cách tò mò của người Việt thì tôi dám chắc là ở những địa điểm có vật thể lạ như thế này thì chắc chắn là có rất là nhiều người dân sẽ đến để theo dõi và chắc cũng không mấy ai quan tâm xem là nó có nguy hiểm hay không mà chỉ muốn biết nó là gì. Có một lãnh đạo địa phương ở huyện Chiêm Hóa thì cũng cho biết là nhiều khả năng thì đây không phải là bom bi hay là vật thể có thể gây phát nổ. Tuy nhiên thì chính quyền vẫn đã thiết lập một vành đai an toàn để bảo vệ. Vâng, vật thể này là gì thì còn phải chờ cơ quan chức năng xem xét xem... Đây là vật thể gì, nhưng mà những người đam mê lĩnh vực quân sự thì cho rằng đây là bình chứa oxy hoặc là hydro lỏng và thiết bị này cung cấp nhiên liệu cho động cơ phản lực của các tên lửa quân sự hoặc là thiết bị không gian. Với kích thước bình chứa nhiên liệu lớn như vậy thì thiết bị chủ có thể là tên lửa loại lớn hoặc là máy bay. Bởi tên lửa loại nhỏ thì bình nhiên liệu chỉ khoảng 20cm và căn cứ vào các ký hiệu ở trên thân bình thì có thể suy luận đây là bình nhiên liệu lỏng của một tên lửa phòng không đời cũ ở Nga, một bình chứa chất cháy, một bình chứa oxy. Vâng, và các bình này thì có trọng lượng rất nhẹ, một tay xách lên thì thoải mái nên gia tốc rơi rất là nhỏ và không tạo thành một hố sâu trên mặt. Và quả thực là theo mô tả của người dân Yên Bái và Tuyên Quang thì sau khi rơi xuống đất, hai vật thể cũng không tạo ra được một hố quá sâu để và có thể quan sát được từ xa. Vâng, và chuyên gia hàng không và vũ trụ cho biết là các vật thể này làm từ những vật liệu rất nhẹ, siêu nhẹ, cho nên với một cái hố lún ở trên mặt đất như vậy thì chứng tỏ là nó phải rơi từ một độ cao rất là lớn xuống mặt đất. Và những thông tin tiếp theo về vụ việc này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin Nhật ký Cuộc Sống phát sóng vào lúc 19 giờ tối nay. Sáng nay mùng 2 tháng 1, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có kết luận điều tra ban đầu vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 8 người chết chiều qua trong một lò vôi ở huyện Nông Cống.
Tai nạn xảy ra vào lúc 16 giờ 30 phút chiều qua mùng 1 tháng 1 tại cơ sở đốt đá vôi bằng than của gia đình ông Lê Văn Thông và vợ là bà Lê Thị Nguyên ở tại xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống và có thuê ông Phạm Văn Tuyên làm công nhân kỹ thuật. Vào thời điểm trên, khi mọi người đã xếp được khoảng 2/3 nguyên liệu gồm đá vôi và than vào lò, ông Thông châm lửa phía dưới lò, ông Tuyên tiếp tục xếp nguyên liệu trên lò cho đầy. Khi đang xếp nguyên liệu thì bất ngờ ông Tuyên ngất xỉu, ông Thông hô hoán để mọi người biết, đồng thời lao vào cứu ông Tuyên. Không thấy ông Tuyên và ông Thông ra thì 7 người xung quanh gồm vợ và con ông Thông và những người đang làm ở lò vôi bên cạnh chạy vào cứu thì lần lượt ngất xỉu bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người dân đã chạy tới phá cửa hông lò vôi, lấy quạt thổi khí rồi đưa các nạn nhân ra ngoài và nhanh chóng đưa tới bệnh viện đa khoa Tâm Đức, huyện Nông Cống cấp cứu. Tuy nhiên đến 19 giờ cùng ngày đã có 8 nạn nhân tử vong. Công an Thanh Hóa nhận định ngạt khí có thể là nguyên nhân gây ra cái chết cho 8 nạn nhân này. Vâng, phóng viên Chào Buổi Tối hiện đang có mặt ở Nông Cống, Thanh Hóa thì cũng kể rằng là ngày hôm nay trên tuyến đường liên thôn chốc chốc thì lại có một chiếc xe kéo từng cỗ quan tài về nhà các nạn nhân. Công tác lo hậu sự đang được các gia đình và hàng xóm chuẩn bị vội vã suốt từ đêm qua. Không khí tang thương thì đang bao trùm cả một vùng và trong số các nạn nhân thì có 4 người trong gia đình ông Thông gồm vợ chồng ông Thông và 2 con gái. Vâng, và một nhân chứng tham gia cứu hộ tại hiện trường kể lại rằng khi nghe tiếng chi hô có người ngất ở trong lò than nhà ông Thông thì ông đã chạy đến. Và đến nơi thì ông thấy 5 người nằm la liệt dưới hố vôi sâu chừng 2m, đường kính 4m, khuôn mặt ai nấy đều tái mét. Và ông nhảy xuống hố thì thấy khó thở, biết là có chuyện chẳng lành nên vội bịt mũi, xua tay và hô lớn để mọi người đừng xuống thêm. Tuy nhiên trong lúc hoảng loạn thì vợ và 2 con gái của ông Thông cùng với một người nữa vẫn nhảy xuống. Trong chốc lát thì họ lần lượt bị ngất xỉu theo. Bản thân nhân chứng này nếu không kịp trèo ra khỏi hố, có lẽ cũng đã không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Vâng, và rất có thể là chất độc hại gây ra cái chết thương tâm ở trên là được gọi là chất carbon monoxide, công thức hóa học là CO, là một chất khí không màu, không mùi, bắt cháy và có độc tính rất cao. Nó là sản phẩm chính cho sự cháy không hoàn toàn của carbon và các hợp chất chứa carbon. Monoxide carbon rất nguy hiểm, do hít thở phải một lượng quá lớn CO thì sẽ dẫn tới thương tổn giảm oxy trong máu hay là tổn thương hệ thần kinh và có thể gây tử vong. Vâng, và triệu chứng ngộ độc CO thường bắt đầu bằng cảm giác bần thần, nhức đầu, buồn nôn, khó thở rồi từ từ đi vào hôn mê. Nếu ngộ độc CO xảy ra khi đang ngủ say hoặc là uống rượu say thì người bị ngộ độc sẽ hôn mê từ từ, ngưng thở và tử vong. Ngộ độc CO có thể xảy ra ở những trường hợp chạy máy nổ phát điện trong nhà kín, sưởi ấm trong phòng ngủ hay là phòng tắm bằng lò than, ngủ trong xe hơi đang nổ máy trong nhà hoặc là trong gara. Vâng, và quý vị hẳn còn nhớ câu chuyện có 9 thanh niên tại Hải Phòng cùng ngày cũng đã tử vong vào ngày mùng 4 Tết Tân Mão, tức là năm 2011, mà nguyên nhân là do là khi cả thành phố mất điện thì nhóm thanh niên này đã đưa ô tô vào trong nhà, nổ máy để nghe nhạc và tạo ánh sáng, đèn để nhảy, và trong khi bốn phía ngôi nhà thì đều đóng kín cửa. Vì vậy quý vị nên đặc biệt thận trọng với các nguy cơ gây ngộ độc khí CO như chúng tôi vừa nêu trên. Nhiều gia đình sở hữu ô tô đang cảm thấy lo lắng khi từ ngày 6 tháng 1 tới đây sẽ đối mặt với khoản phạt vì vẫn chưa trang bị bình cứu hỏa cho phương tiện của mình. Đây là thời điểm mà thông tư 57 của Bộ Công an có hiệu lực. Trước những băn khoăn về tính pháp lý của thông tư này, Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp đã khẳng định việc Bộ Công an yêu cầu các phương tiện phải trang bị bình cứu hỏa là đúng luật. Theo Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật, qua kiểm tra dưới góc độ pháp lý, thông tư 57 được căn cứ vào hai luật liên quan trực tiếp là luật phòng cháy và chữa cháy, luật giao thông đường bộ 2008 và nghị định 79/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật phòng cháy và chữa cháy. Thông tư này không trái với các văn bản pháp luật hiện hành nên Bộ Công an có quyền ra quy định liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện về phòng cháy chữa cháy trên phương tiện cơ giới. Chỉ còn vài ngày nữa là quy định mới sẽ có hiệu lực và hiện nhiều chủ xe đang cảm thấy lo lắng vì không biết phải lắp thiết bị này như thế nào, ở đâu, làm sao cho đúng tiêu chuẩn. Theo quy định thì ô tô từ 4 đến 9 chỗ phải được trang bị một bình bột loại dưới 4kg, hoặc bình bọt loại dưới 5 lít, hoặc bình nước với chất phụ gia chữa cháy dưới 5 lít, bình khí CO2 loại dưới 4kg để có thể xử lý ngay hỏa hoạn khi xảy ra. Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt từ 300.000 đến 500.000 đồng.
Tôi được biết là ô tô xuất xưởng đến tay người tiêu dùng thì được xem là một sản phẩm đảm bảo mọi yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, kể cả là chống cháy nổ. Nên nhiều người tỏ ra băn khoăn khi phải có thêm một bình cứu hỏa ở trên xe. Ngoài ra thì hiện nay quy trình đăng kiểm ô tô từ 4 đến 9 chỗ ngồi không có hạng mục kiểm tra bình chữa cháy, nên là các tài xế cũng chưa cảm thấy áp lực phải thực hiện ngay quy định này. Vâng, và thêm một lý do khác khiến cho các chủ xe chưa tiến hành lắp đặt bình chữa cháy là về nguyên tắc thì bình chữa cháy phải được bảo quản ở nhiệt độ dưới 40 độ C. Tuy nhiên, thực tế ở Việt Nam, đặc biệt là vào mùa hè, nhiệt độ xe có thể ngoài trời có lúc lên đến 60 độ C và nguy cơ bình cứu hỏa tự nổ rất lớn. Đã có nhiều trường hợp bật lửa hay là các bình bọt khí để trong xe dưới trời nắng đã phát nổ. Và với thói quen nhiều người mua bình chữa cháy trôi nổi trên thị trường thì tính an toàn càng khó có thể đảm bảo. Rạng sáng nay ngày 2 tháng 1, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển pháo lậu với số lượng lớn vào thủ đô. Theo đội cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Xuân, nhận được nguồn tin về một số đối tượng vận chuyển buôn bán pháo nổ thu gom từ Trung Quốc qua cửa khẩu Lạng Sơn chuyển về Hà Nội và các tỉnh lân cận, Công an thành phố Hà Nội đã lập kế hoạch tổ chức xác minh, lập chuyên án đấu tranh. Sau một tháng theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã tiến hành đeo bám đối tượng từ Lạng Sơn về Hà Nội. Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, trinh sát phát hiện đối tượng đang chở hàng đến khu vực Hạ Đình, quận Thanh Xuân. Tiến hành kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Hoàng Văn Cảnh, sinh năm 1988, quê ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, đang vận chuyển 57 kg pháo lậu, số lượng khoảng 1.000 quả, đựng trong các bao tải bịt kín. Số pháo này được Cảnh khai là nhận vận chuyển cho các đầu nậu chuyên thu gom pháo tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn. Theo quy định của pháp luật, pháo là mặt hàng bị cấm buôn bán tại Việt Nam. Hành vi buôn bán vận chuyển pháo với số lượng từ 10 kg trở lên thì có thể bị truy tố hình sự với mức phạt tù từ 2 đến 7 năm. Tiếp theo là một phần tin quốc tế. Lần đầu tiên tại Mỹ, những sai phạm của cảnh sát được thống kê một cách độc lập và được công bố công khai. Bảng tổng kết cho thấy tại Mỹ trong năm 2015, cảnh sát đã làm chết 1.130 người dân. Theo số liệu thống kê của báo The Counter của Mỹ, có 1.130 người bị chết vì cảnh sát với các nguyên nhân như bị bắn, bị xe cảnh sát đâm hay bị chết trong quá trình thẩm vấn. Điều này nghĩa là trung bình cứ có một ngày thì có đến 3 người Mỹ bị cảnh sát giết chết. Tờ Nhật báo này cũng phân chia nạn nhân thành 3 nhóm, đó là những người có trang bị vũ khí, như vậy bị coi là một mối đe dọa, những người có dấu hiệu tâm thần hay ý định tự tử và cuối cùng là những người bỏ chạy khi bị khám xét. Còn tờ Bưu điện Washington thì cho rằng chỉ tính những người bị bắn chết, con số này đã lên tới 979 người. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cho biết sẽ công bố bản thống kê riêng nhưng chỉ thống kê những trường hợp giết người có lý do, có nghĩa là chỉ gồm những tội phạm bị cảnh sát bắn hạ theo đúng quy định của luật pháp. Những lời giận tuy vô cùng bé nhỏ nhưng lại mang đến nỗi khiếp sợ cho con người, bởi một khi mà chúng ký sinh trên người thì tác hại là khôn lường. Một cậu bé 6 tuổi ở thành phố Catania ở Italia bị mẩn ngứa trên mi mắt nhiều ngày không khỏi, và nguyên nhân thật sự gây ra cơn mẩn ngứa đó là hàng trăm con giận đang ký sinh ở trên lông mi của cậu bé. Gia đình cho biết trước đó cậu bé đã phải chịu đựng những cơn ngứa dữ dội quanh vùng mi mắt khiến da bị nổi mẩn đỏ. Ban đầu các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị mắc bệnh chàm và yêu cầu cậu bé dùng kem để điều trị. Tuy nhiên sau đó tình trạng vẫn không được cải thiện. Cuối cùng các bác sĩ dùng kính hiển vi để soi quanh vùng mắt cậu bé và phát hiện hàng trăm con giận đang ký sinh trên lông mi của cậu bé. Chúng đẻ trứng và sinh sản rất nhiều. Kết quả là các bác sĩ đã phải dùng thuốc đặc trị trong suốt 2 tuần thì cơn ngứa của bệnh nhân nhỏ tuổi mới thuyên giảm. Các chuyên gia cho biết là giận ký sinh thì có thể lây sang cơ thể con người từ ga nệm, khăn tắm, quần áo dùng chung hay từ người có giận. Giận thường đẻ trứng trên thân, tóc hoặc lông. Sau 10 ngày thì trứng nở thành ấu trùng và bắt đầu hút máu người để sống. Chúng có thể ký sinh trên cơ thể con người suốt nhiều tuần trước khi những triệu chứng đầu tiên xuất hiện. Vâng, và có thể những con giận này cùng họ với loài giận mu chuyên sống trên các vùng kín của con người, đặc biệt là của nam giới. Thống kê cho thấy côn trùng ký sinh này lan truyền phổ biến nhất thông qua quan hệ tình dục và bao cao su không thể ngăn chúng truyền nhiễm từ người này sang người khác. Ngoài ra thì chúng cũng có thể lây lan thông qua việc người mặc chung quần áo, rồi dùng chung khăn tắm hoặc là ngủ chung chăn đệm.
Vâng, và theo nghiên cứu thì còn có một loại giận chuyên sống ký sinh trên da mặt người tên là Demodex. Tuy nhiên thì loại giận này dường như là không gây hại và điều đầu tiên là bạn không nhìn thấy chúng bằng mắt thường. Vì có như vậy thì chúng mới có thể sống thoải mái tự do trên mặt tiền của mỗi người như vậy. Tuy nhiên thì các nhà nghiên cứu tại Mỹ cho biết là trong số tất cả những người đang được kiểm tra, có tới 14% có thể tìm thấy được loại giận trên sống trên mặt họ và toàn bộ những người còn lại đều có dấu vết ADN của Demodex sau khi chúng đã chết. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có một loại giận trên này trên mặt. Song các nhà nghiên cứu chưa giải đáp được câu hỏi loại giận này tìm kiếm gì trên mặt của chúng ta. Vâng, và thưa quý vị, chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những chuyên mục hấp dẫn ở phần sau của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tiểu mục chuyện tối nay. Nếu quý vị bị rơi mất ví và mất giấy tờ tùy thân, quý vị sẽ cảm thấy như thế nào? Tồi tệ, chắc chắn rồi. Vâng, đó là cảm giác của tôi khi một lần rơi vào tình trạng này là có quá nhiều loại giấy tờ tôi phải mang theo người và nếu như phải làm lại cũng sẽ mất quá nhiều thời gian. Vì thường thì mỗi loại giấy tờ lại được cấp ở một cơ quan khác nhau và việc đi lại cũng mất rất nhiều thời gian. Vâng, đúng vậy, nào là chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, rồi là giấy đăng ký xe, rồi bảo hiểm y tế, thẻ ngân hàng, và đôi lúc có thể là cả hộ khẩu và cả hộ chiếu nữa, nếu mà ai đó vô tình làm mất túi xách khi đang đi giải quyết các thủ tục liên quan. Bản thân tôi và có lẽ là cũng nhiều người khác nữa thì cũng đều cảm thấy không lấy làm thích thú với hàng loạt những giấy tờ như vậy. Vâng, và không phải là tự nhiên thì tôi lại nêu ra vấn đề về giấy tờ tùy thân, vì bắt đầu từ năm 2016 sẽ rất nhiều nơi sẽ bắt đầu cấp thẻ căn cước công dân với mã số định danh cá nhân thay thế cho chứng minh nhân dân và có thể sẽ thay thế cho rất nhiều loại giấy tờ khác. Vâng, tuy nhiên là nhiều người cũng khá lo ngại về những rắc rối có thể gặp phải khi lại phát sinh thêm một loại giấy tờ mới, khi mà trước đó thì đã có tiền lệ liên quan đến giấy tờ tùy thân, khiến nhiều người dân cảm thấy mình bị hành là chính khi đến làm việc ở cơ quan hành chính. Và đây cũng là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập ngày hôm nay, mùng 2 tháng 1 trong chuyên mục chuyện tối nay. Trước hết xin mời quý vị cùng đến với những thông tin về thẻ căn cước công dân để biết được nó khác với chứng minh nhân dân như thế nào và mang đến những ưu điểm gì. Như quý vị có thể thấy thì đây là hình ảnh về chứng minh thư nhân dân 12 số và đây là thẻ căn cước công dân. Xét chung về hình dáng, màu sắc và cả nội dung in trên thẻ căn cước công dân cơ bản là cũng giống với chứng minh nhân dân và cả hai cùng được cấp tại thời điểm công dân đủ 14 tuổi trở lên. Mặc dù là đến ngày 4 tháng 1, tức là qua kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các địa phương mới bắt đầu thực hiện việc cấp đổi. Tuy nhiên, phóng viên Chào Buổi Tối đã tiếp cận được với bảng hướng dẫn khai thẻ căn cước công dân vừa được hoàn thiện. Và khi đăng ký làm chứng minh nhân dân hay là thẻ căn cước công dân, thì quý vị sẽ phải điền thông tin vào các phần mục tương đối giống nhau như là họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính hay tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp, v.v. Chỉ có một điểm khác biệt là khi khai thông tin làm thẻ căn cước công dân thì quý vị có thể khai thêm nhóm máu nếu có. Nếu trong trường hợp xảy ra tai nạn cấp cứu thì chỉ cần tra thông tin là biết ngay cần phải lấy máu ở ngân hàng nào. Điều này sẽ tạo thuận lợi trong quá trình khám chữa bệnh cho người dân. Thẻ căn cước được cho là có khá nhiều ưu điểm và có thể thay thế các giấy tờ công dân được sử dụng từ trước đến nay. Ví dụ có thể kể đến đó chính là thay thế cho chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cả nhiều giấy tờ khác. Nghĩa là các thông tin này, tất cả những thông tin sẽ được tích hợp trong thẻ căn cước công dân với mã số công dân duy nhất. Hiện tại thì loại thẻ này được làm bằng chất liệu nhựa có độ bền cao và đến năm 2020, sau khi hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thì thẻ căn cước công dân sẽ được gắn chip để trở thành thẻ công dân điện tử. Nói như vậy, chúng ta sẽ giảm được rất nhiều rắc rối và sự cồng kềnh trong các giấy tờ thủ tục. Ví dụ như khi ra khỏi nhà, không phải mang theo toàn bộ những giấy tờ này nữa. Nếu không may bị mất hàng loạt những giấy tờ này chẳng hạn, thì chắc chắn là quý vị cũng phải tốn rất nhiều thời gian để có thể làm lại toàn bộ. Một ưu điểm khác là thẻ căn cước công dân này còn có thể sử dụng giống như là một tấm hộ chiếu ở một số quốc gia. Chắc quý vị đang có cùng một thắc mắc giống như tôi là có quốc gia nào mà chúng ta có thể dùng thẻ căn cước? Đại diện Cục Cảnh sát Đăng ký, Quản lý Cư trú và Dữ liệu Quốc gia về Dân cư Bộ Công an cho biết, hiện nay thì Việt Nam chưa ký các cam kết với các nước trong khu vực về sử dụng thẻ căn cước công dân. Sau này, theo lộ trình phù hợp khi mà chúng ta ký kết với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á và sau đó là các quốc gia ở châu Á, thì người dân có thể dùng thẻ căn cước thay vì phải làm hộ chiếu để đi đến các quốc gia này.
trong khi hạn sử dụng của chứng minh thư nhân dân là 15 năm. Thì thẻ căn cước sau lần cấp đầu tiên công dân sẽ phải đi đổi vào các năm 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Và sau 60 tuổi thì công dân không cần phải đổi lại nữa. Và nếu như xin cấp thẻ căn cước công dân lần đầu tiên thì quý vị sẽ được hoàn toàn miễn phí. Từ đầu năm nay thì 16 địa phương trên cả nước sẽ bắt đầu triển khai việc cấp đổi thẻ này. Vâng, và việc sở hữu thẻ căn cước có nhiều có vẻ như là có thuận lợi, nhưng mà chị Thanh Huyền thân mến, có một số người dân kể ra cả các chuyên gia tỏ ra là khá lo lắng về vấn đề này, vì tới đây sẽ có 3 loại giấy tờ cùng tồn tại song song, đó là chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số và thẻ căn cước công dân. Chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của một luật sư để biết được rắc rối có thể xảy ra để có thể phòng tránh. Mùng 1 tháng 1 năm 2016 thì luật căn cước có hiệu lực trên toàn quốc. Và với cái việc luật này đi vào cuộc sống thì nó sẽ dẫn đến một hiện tượng là ở trên cuộc sống sẽ có tồn tại đồng thời 3 cái loại giấy tờ tùy thân của công dân. Đó là chứng minh nhân dân 12 số, chứng minh nhân dân 9 số và thẻ căn cước. Thế thì với cái việc tồn tại 3 cái loại giấy tờ tùy thân này thì chúng tôi cho rằng là nó sẽ ít nhiều nó sẽ gây những cái bất cập cho nhân dân khi tham gia vào các cái giao dịch nhân sự. Cụ thể là các cái giấy tờ trước đây theo cái chứng minh nhân dân 9 số hoặc 12 số thì nay nếu làm theo thẻ căn cước mới thì rõ ràng nó có cái sự khác biệt giữa các cái con số này. Và khi đi giao dịch ở các cái cơ quan nhà nước mà cần phải xuất trình các cái giấy tờ tùy thân, ví dụ như ngân hàng, nhà đất, thì với các cái giấy tờ cũ họ có ghi những cái số chứng minh nhân dân cũ, và với cái thẻ căn cước mới thì nó sẽ gây khó khăn cho những cái người dân khi tham gia giao dịch. Vâng, ngoài việc gây cho người dân rắc rối trong các giao dịch dân sự như ngân hàng hay nhà đất thì còn một số chuyên gia còn cho rằng là việc triển khai cấp thẻ căn cước công dân vào thời điểm này là không hợp lý. Tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển phân tích khoảng 5-7 năm nữa thì có thể mới áp dụng thì sẽ hợp lý hơn là ngay trong năm 2016. Còn nếu áp dụng ngay từ năm nay thì rất có thể là tình hình sẽ bị rối lên. Vâng, và những ý kiến của các luật sư và chuyên gia tôi nghĩ là đều có phần hợp lý. Dù sao chúng ta vẫn đang quen với những hình thức giao dịch cũ cũng với các loại giấy tờ cũ. Vì thế, việc chuyển đổi tích hợp thông tin vào thẻ căn cước công dân để cấp phát cho người dân vào thời điểm ban đầu này có thể sẽ mang đến một vài rắc rối phiền hà. Nhưng theo các chuyên gia và cơ quan chức năng thì đã có những phương án để có thể giảm thiểu tình trạng này. Chúng tôi được biết là ngay bản thân ở ngay trong luật căn cước cũng đã có cái quy định là đối với các cái giấy tờ mà sử dụng các cái thông tin của chứng minh nhân dân, ví dụ như là trong sổ đỏ, trong cái sổ tiết kiệm hay là cái tài khoản ngân hàng chẳng hạn, mà sử dụng các cái dữ liệu của cái chứng minh nhân dân thì vẫn được sử dụng khi song hành với cái việc sử dụng thẻ căn cước. Hoặc là Bộ Công an cũng có hướng dẫn là đối với các cái giấy tờ cũ đã cấp, ví dụ như chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số mà nay đổi sang thẻ căn cước ấy, thì người dân sẽ được vẫn sử dụng được những cái giấy tờ cũ nhưng mà có cắt góc, và khi giao dịch với các cơ quan nhà nước mà cần đến những cái giấy tờ này thì có thể xuất hành đồng thời hai cái. Còn tất nhiên đây nó là cái giai đoạn quá độ, thế cho nên là nó sẽ có cái sự gối của giữa giấy tờ cũ và giấy tờ mới. Người dân mà có những thông tin trước kia mà ghi số chứng minh nhân dân nay là thẻ căn cước công dân thì người dân có thể theo yêu cầu của người dân thì cơ quan cấp căn cước công dân có thể cấp một giấy xác nhận số chứng minh nhân dân, tức là số chứng minh nhân dân và số căn cước công dân đấy là của một người. Thì khi đến các cơ quan giao dịch thì cái giấy tờ đó chứng minh rằng đấy là của một người. Vâng, tôi cũng xin chia sẻ với chị Thủy và quý vị con số khiến chúng ta phải giật mình. Theo thống kê của Bộ Tư pháp thì hiện có khoảng 2.700 thủ tục hành chính yêu cầu các thông tin công dân cơ bản của công dân. Nghĩa là chúng ta đang phải khai tới hàng nghìn giấy tờ mà có sự trùng lặp của nhiều nội dung. Vâng, có thể nếu như cơ quan chức năng đang tính toán về một tương lai xa và sự hội nhập với thế giới nhờ ưu điểm của thẻ căn cước thì có lẽ người dân chỉ mong muốn sẽ còn không còn mất nhiều thời gian chi phí và không còn bị hành là chính khi thực hiện các thủ tục giấy tờ. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, thông tin về các loại giấy tờ tùy thân trong chương trình Chào buổi tối đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại vào các chương trình sau.